bất kỳ áp lực nào đến từ người yêu của mình. Cho nên là cái sự thoải mái nhất định rất là quan trọng. Thực sự ra thì cái sự kiểm soát nó sẽ đến từ cái sự mất lòng tin. Chứ còn mà đã tin tưởng ngay từ đầu thì sẽ không ai kiểm soát. Mà đã làm mất lòng tin rồi thì sẽ bị kiểm soát. Chưa hẳn. Nhiều khi á, tin tưởng là một chuyện, nhưng mà đôi khi mình cũng tò mò. Mình muốn coi là cái gì xảy ra ở trong cái điện thoại hay là trong những cái cá nhân của người bạn của mình. Ủa gì vậy? Hay là bánh bèo? Giống đi rồi mình vừa ăn mình đi trao đổi với thoải mái. Mở treo miệng mèo. Trời, người ta đang nói chuyện. Làm sao mèo chịu được. Mời mọi người ăn. Mở treo miệng mèo làm sao chịu nổi. Sao chịu nổi, mình vừa ăn vừa nói nha mọi người. Ẩm thực Việt Nam thì thôi khỏi bàn. Có thật mới mật được bạo. Có thật mới nhật được bạo. Mời mọi người. Công nhận đi đâu cũng bằng món Việt Nam mình ha. Ví dụ như mình có đồng ý không? Đồng ý là đôi khi có sự tò mò. Thì thật ra trong tình yêu, hiển nhiên mình phải tò mò về đối phương là đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà mình đừng có làm thái quá cái chuyện đó lên. Và làm cho cái chuyện đó trở nên bị không thoải mái. Và người yêu của mình cảm thấy rất là áp lực đối với mình. Và ngay cả bản thân mình cảm thấy khi mình biết quá nhiều về đối phương nữa thì cái cuộc sống của mình và họ sẽ mất đi cái sự thú vị. Thú vị. Đúng không? Đối phương sẽ cảm thấy là ngột ngạt. Mà khi đối phương cảm thấy ngột ngạt chắc chắn là sẽ khó giữ được cái mối quan hệ lâu dài. Đúng rồi. Còn ý kiến khác á, kiểu như là thiếu đi cái sự đó thì thiếu đi cái độ nóng của tình yêu. Mọi người có công nhận không? Đúng rồi. Đúng không? Vậy cái sự tin tưởng của Nam Anh khi mà ví dụ với người yêu đi thì nó sẽ được xây dựng như thế nào? Khi mà Nam Anh yêu thì Nam Anh sẽ nói với người yêu một câu á là nếu như trong cuộc sống anh gặp được người phụ nữ nào mang lại được hạnh phúc cho anh hơn thì hãy tự tin buông cánh tay của em để đi tìm hạnh phúc đó. Có nghĩa là đối với Nam Anh thì khi Nam Anh yêu, Nam Anh không chiếm hữu và Nam Anh cho họ sự tự do và Nam Anh không kiểm soát họ bất cứ chuyện gì hết. Tại vì giống như yêu là cho, không cần nhận lại. Tại vì khi mình làm cái điều đó là mình đã hết lòng với tình yêu. Ủa? Nhưng mà như vậy thì tình yêu mình nó có nhạt quá không? À, đúng là anh hỏi gì luôn. Tại vì cái kiểu này đó là giống như là kiểu Nam Anh là hơi lý thuyết, không có yêu đậm sâu. Kiểu như anh ở bên tôi cũng được mà thôi biến. Anh khác tới đây ở bên tôi, kiểu vậy. Nếu như mà mình để cho họ ở bên mình vì cái sự kiểm soát thì lúc đó phải là yêu nữa. Khi mình làm cái điều đó mà người đàn ông cảm thấy em ơi hãy tò mò anh đi, nó mới là hay. Tò mò anh đi nữa. Em ơi hãy kiểm soát anh đi thì lúc đó mình sẽ kiểm soát, nâng cái level kiểm soát lên. Còn nếu như mà người đàn ông đó cứ hờ hững như mình, hiển nhiên trong mối quan hệ mình sẽ biết chứ. Và mình sẽ xem được cái mức độ của họ như thế nào thì mình sẽ tìm được cái không, cách nhiều mình giải quyết. Có những người ta bận rộn lắm, người ta không có để ý tới việc là khiêu khích bạn là phải tìm hiểu. Nhưng mà người ta đó sẽ hiểu lầm cái hành động đó là không quan tâm. Cái khi họ cần họ là sự quan tâm trước. Có khi cái lỡ Nam Anh nghĩ vậy đi, nhưng mà nó lý thuyết đi, nhưng mà thực tế là cái đối phương là họ nghĩ là sao em ấy không quan tâm mình, sao những gì mình làm. Hello, xin chào, rất lâu chưa được gặp mọi người. Lại cái ghê. Hai ba, xin chào, rất vui được gặp mọi người. Hai đứa chị cũng không vui. Không vui à? Không vui biết nào chứ. Sao chờ đây lâu chưa? Mấy tiếng hả? Mấy chị làm như mắt ra trang điểm makeup lùm lộn tới nay. Tụi em đã ngồi đây từ chiều. Hèn chi quấn chăn quấn mền quá trời nè. Ngủ một giấc rồi. Không gian ở đây đẹp ha, ấm cúng ha. Nói chứ hôm nay tụi em chung bối tụi mình không phải trên chuyến xe nữa mà được an tỏa ở đây. Thì không biết là chương trình lần này sẽ cho mình làm gì đây? Cũng là gặp trai nữa thêm. Không, lúc nào kêu chủ đề của chị bước vô chương trình cũng là trai hết vậy. Tại vì chị trước khi đến đây là chị biết là mục đích đến đây là trai không. Ê, à? Có khi nào hôm nay giải mã một người không phải là trai không? Tìm chim là trai. Có ai ta biết đâu, giải mã tình yêu thì cũng đôi khi tình yêu cũng tím. Có màu tím bộ. Tím bằng lăng. Nhận tím người mà. Wow, chúng ta đã nhận được một cái chương trình. Mấy đã ra tín hiệu nha. Có một cái mật thư. Amazing. Hôm nay chúng ta không di chuyển và ngồi một chỗ nhưng chúng ta vẫn có được tín hiệu của chương trình giải mã tình yêu. Thử thách có duyên có phận. Các cô gái sẽ nhận được 4 bức hình giấu mặt của 4 chàng trai. Một trong số họ chính là nam thần của ngày hôm nay. Các cô gái đưa ra phán đoán của mình và nhận được gợi ý thứ hai. Cô gái nào có duyên với chàng trai sẽ là người thắng cuộc. Không lẽ tôi lấy lại, lấy bản đồ kìa. Quá hậu ra lấy kìa. Chúng ta có bức hình khác nè, mỗi bạn một em. Ôi trời, cái đứa cái gì giải mã ăn kiểu gì. Ê,
Sao tự nhiên chị có con chó kèm theo nó nè. Dạ, chị giải mã con chó đó. Mình phải đi tìm, mình còn phải giải mã nữa. Mình lại phải đi tìm đâu, nữa. Đâu ai mà dưng sẵn cho ăn. Ê, nếu mà đúng anh này là tìm ảnh là có thêm khuyến mãi con chó nha ta. Bà này nó chó, ăn chó, ăn chó. Mê chó. Anh này không lẽ đến từ Korea? Tự nhiên mặc nguyên bộ đồ không biết. Bộ đồ cổ trang mà không biết cổ trang nước gì. Cũng không có này rồng quá. Đưa em cái hình gì cầm cái gì khó tả quá. Bóng chày. Bóng chày á. Thao bóng chày. Em bóng rổ nè. Ê, cầm cái cây này là chị nhớ tới Suzy nha. Cái gì? Có cầm cái cây này cũng dường rapper nha. Rapper. Ủa bà nghe. Rap mà có cầm cái cây đó bà. Cái bài nổi tiếng của nhất của Suzy là cầm cái cây. Ai mà không cây nghe này là lấy cây quốc. Cái bài đó tên gì quên rồi. Chết rồi, không dám kẹo. Disneyland. Disneyland. Bà nghe chưa? Disneyland cái gì đó. Chết rồi, sợ quá. Chết em rồi. Cô chị dễ thương quá nè, là con chó rất là hiền. Nhưng mà nếu như mà đúng bữa nay tiếp liệm tìm sim là bé này đúng nhất nè. Đó, cái anh đó đâm trái bóng. Nguyên một trái bóng luôn. Khá là xinh luôn á. Đi đâu là tím liệm tìm sim. Còn em. Còn em cái chài nè. À, chài. Bóng, bóng chài đá bóng. Là anh nào trong bốn anh này? Giờ mỗi người ý kiến. Ê, rồi. Có khi nào mặt mình Trung Kiên không? Anh này bị loại ra rồi nè. Nói gì không ai đó anh cầm trái bóng hết trơn á. Nhìn giống mặt Trung Kiên quá nè. Nhờ có gợi ý. Chương trình cái gợi ý thứ hai đó chứ tụi em bó tay rồi. Và đây là gợi ý thứ hai của chương trình. Mỗi cô gái sẽ bốc một lá phiếu trên tay. Con số nào trùng khớp với chàng trai, cô gái đó sẽ được chắc chàng trai vừa đầy. Rồi. Chưa hết đâu. Khi mình bốc lá thăm lên thì mình sẽ đọc cái số lá thăm của mình. Thì lúc đó đọc đi rồi anh. Thì lúc đó anh sẽ trả lời. Đó. Bóp đi, bóp đi. À, bóp đi, bóp đi. Để em bóp chưa. Xào lên. Con mấy gì ra cơ là con mấy, con mấy gì ra. Em ngó chơi chơi, em dòm hồn hồn. Qua tờ giấy chân em thấy số 3. Con số 3. Con số 3. Số 1 kìa. Mày gì đây? Bốn phương trời ta về đây chung vui. Không phân chia giọng nói tiếng cười. Rồi số mày nghe lại tươi đôi. Thôi nói luôn em còn số từ số từ số từ số từ số từ từ mà ra cả ra con mày còn mày gì ra. Thì ở đây là hết số rồi, chỉ còn số 2 thôi. Anh trai ơi, anh cầm số mấy hả? Con số của em. Số của em là số 33. Có phải số của anh không? Số 3. Số 3. Really? Really? Số 3 ra đi. Cẩn thận anh ơi, cẩn thận củi lửa coi chừng. Ơ vậy em ra em đón vô hả? Ừ em ra em nhắc ta vô đi trời. Tao lắm rồi. Ôi chết rồi, ảnh đồ đen luôn chân, rồi. Chân trịnh trọng mời em. Dạ em mời anh rồi. Anh mời anh rồi. Bữa nay là giả tiệc đen nhà của em rồi. Có mình tôi lạc màu vậy trời. Chào mọi người. Trong bốn bức hình này, tụi em đoán anh là anh này. Đây có phải là anh không ạ? Không. Hình này có phải là của anh? Không, hồi nãy em đoán hình kia mà. Hình này có phải là của anh? Không luôn. Vậy là hình này. Không. Anh là cầu thủ vận động viên bóng rổ hả anh? Đúng rồi, mình chơi cho quận 1. Anh là vận động viên chuyên nghiệp luôn. Không, mình là vận nghiệp dư thôi. Nghiệp dư, vậy anh có tham gia showbiz hay cái gì không? Nghệ thuật mình gì không? Có tham gia sáng tạo nội dung trên TikTok. À, wow. Sáng tạo TikTok. À, mấy anh là hot TikTok hả? Có tên gọi là gì? Anh xin năm bao nhiêu? Ê, đừng có nói là anh có phải là cái anh mà... Cái gì? Quên rồi. Cái mặt nạ này nó huyền bí như vậy đó. Nhưng mà tôi đoán là hình như tôi chiều các em quá nên các em vương. Là tên gì? Anh tên gì? Không, không nhớ rõ hả? Không cái nhớ gì? Rõ. Vương Khoa. Vương Trần. Vương. Khoa Vương. Gì mà Khoa, Khoa Vương á. Sao cái... Thôi bây giờ anh nói lại cái câu đó thử. Hình như...
tôi chiều các em quá, các em hư đúng không? Không phải rồi. Giống. Nhưng mà nhiều khi ta cố tình nói không giống. Thôi vậy là lộ diện. Lộ diện. Ok, mình lộ diện nhé. Ok. Thiệu một tí cho mình. Mình tên là Hoàng Bách. Mình đang là nhà sáng tạo nội dung trên TikTok. Nụ cười anh quen quá. Giống chị đó em, giống chị có đồng tiền. Thôi thì quen đó. Tập nào chị cũng quen rồi. Giống chị không luôn. Bây giờ là, bây giờ mình rõ ràng rồi ha, là có hai bạn ở đây là thắng nè. Hai bạn đều có duyên hết thì hai bạn sẽ được thưởng. Còn hai đứa mình là vô duyên đó em thì sẽ không được thưởng em ạ. Tụi mình sẽ bị phạt. Sát cánh bên nhau, sát cánh bên nhau. Bây giờ thưởng phạt sao là anh quyết định? Thưởng phạt sao là tùy ý của anh chứ. Em là có dám. Bạn này nói trúng số của mình. Cái gì nói trúng ra hả? Đúng với số. Dạ, đúng với số. Tới số. Bóc trúng cái số. Còn Suzy là bóc trúng cái hình. Nói đúng cái hình. Nhà thưởng sao hai người cùng vui ta. À, thưởng là hai bạn được quyết định. Hai bạn muốn thưởng cái gì thì ảnh thưởng cái đó. Còn phạt ở đây là ảnh quyết định hay mình. Ủa mà còn phạt thì phạt sao mình. Thôi mình thưởng trước đi rồi tính sao. Bây giờ mình quên luôn thì cũng thử sao. Thôi phạt anh quên đi anh quên. Bây giờ đang hot hot mấy câu ngôn tình á, anh sáng tạo liền. Nhìn nó mạnh. Còn ngôn tình á. Joker. Thế người ta thưởng á. Trời con quỷ đó tiệt. Làm gì vậy? Bảo ngoài trời. Sao bạn bảo lòng anh khi gặp em? Cảm ơn anh. Tiếp theo là gì em? Đặt phạt. Trời đất ơi, không quên luôn á. Tính qua luôn. Thật hay luôn mà. Nhớ còn hết. Mừng hát cho mình nghe đi. Nhà hát nữa hả? Hát gì bé? Giờ muốn nghe thể loại gì? Liên quan bài mưa. Đang mưa, mưa hát bài mưa. Em gái mưa. Trời ơi, mưa không ngưng trời. Hai, ba. Mưa trôi cả bầu trời nắng, chừa theo những nỗi buồn thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng. Hy vọng tôi chịu qua đây. Đâu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn. Chấp 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 chấp. Tình cảm dầm mưa thấm lâu. Em nào ngờ. Ghê. Ôi, được rồi đó, hay ghê. Ủa sao hết luôn. Ok, cảm ơn mọi người. Đánh cho tôi tỉnh, ai đánh cho tôi tỉnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Giải Mã Tình Yêu. Và bây giờ là game show nhỏ dành cho 4 cô gái và 1 chàng trai. Trò chơi chẳng nói nên lời. Các cô gái sẽ lần lượt biểu diễn ngôn ngữ hình thể không được nói để mô tả một con vật nhất định trong vòng 1 phút. Cô gái nào mô tả mà chàng trai đoán được nhanh nhất sẽ có chiến thắng. Là thắng cuộc đó. Ừ. Người thắng cuộc sẽ yêu cầu một nụ hôn của chàng trai. Người thua cuộc phải vừa hát vừa diễn tả một con vật. Theo thứ tự đi đó, từng người. Rồi mời chị Sa đi, chị mặc đồ lạc quẻ trong kêu đây. Kêu xa quá. Mời chị đầu tiên đây, bức hình dành cho đây? Chị à, con vật của chị Sa. Rồi, 1 phút của chị Sa bắt đầu. 2, 3. 1. Con vật. 2. Dạ, một giây đầu tiên. Ê, còn cái con mà bù xù đó tôi làm cho. À, có thích bù xù không? Rồi, giờ mời bạn tới con bù xù. Và sau đây là 1 phút dành cho Nam Anh với con vật bù xù. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Có hành động gì khác không? 10. Sư tử. 1. Ờ, thở rồi, 1 giây. Chính xác, hay thì. Em cũng giống chị đó, mà em thêm số 1 thôi. Chị 1 giây, em 11 giây. Giờ tới Suzy đi, cho Suzy chọn. Còn hai cái Suzy muốn cái này. À, con này đi. Rồi, ok. Và sau đây 1 phút không, dành không cho Suzy. Dạ. Con này khá là dễ nè. 1, 2. Con mèo. 2 giây. Trời, nhanh dữ vậy, giờ tới tôi nè. Và cuối cùng đây là phần thử thách của tôi. 1 phút bắt đầu. 41 2 3 4. Kangaroo. 5 chục túi. 6 thỏ. Yeah, yeah. Hay à. 7 giây. Hay vậy. Vậy là bạn xếp hàng đã có người đội sổ. Đó là bạn 11 giây. 1 giây là Nam Anh. Sư tử. Sư tử. Ủa, sao tôi tự làm khó mình vậy trời.
Xả cái gì? Thì dạy đi cho ta hiểu. Xả cái gì nè, hát. À phạt. Hát cái bài tả con vật nè, hát bài gì? Cái bài Lion King á. Hakuna Matata. Rồi rồi. Hakuna. Bây giờ chúng ta sẽ tới với một ca khúc không liên quan tới chủ đề để cho nên chị vừa hát vừa diễn tả và hát được, mang tên Hakuna Matata. Hakuna Matata. Rồi làm con sư tử nữa. Hakuna Matata. Sao? Gonna burn it down. Đồng tù lên. Đồng tù lên. For the rain of the day. It's a problem free. Hakuna Matata. Hay quá à. Dễ thương quá. Không hiểu gì hết. Vậy ta đỏ cười luôn đó. Vậy là con gì vậy? Con sư tử. Bây giờ tới phút giây quan trọng nè mấy bé. Là ai chiến thắng đó cưng. Ủa sao mặt của chị sao tự nhiên không hiểu vậy? Không có, chị thắc mắc là ai chiến thắng một giây vậy ta? Ai vậy? Ủa mà thưởng gì vậy? Của ngon giật lại cho chị một nụ hôn. À, hôn đâu? Muốn hôn đâu hôn? Tùy theo chị đó. Chị muốn hôn quá đâu, bao nhiêu tập rồi chị không được hôn em lại. Chị hôn một lần cho trót đi. Hôn môi đi. Hôn môi đi cho sốc. Thường mới gặp thì mình sẽ đàn ông sẽ hôn tay phụ nữ. Nhưng mà rõ ràng là hôn tay đâu có phê. Khoan, để tôi đọc lại cái giải thắng nha. Nhiều khi là nữ được là... hôn nha. Người thắng cuộc sẽ được yêu cầu một nụ hôn của chàng trai. Yêu cầu là hôn ở đâu là hôn trời. Yêu cầu một nụ hôn như vậy không giới hạn chỗ hả? Ừ. 3 2 1 Giải đúng giải mà cút ra ngoài. Hôm nay thì em hơi tò mò là không biết là hashtag của anh đem đến chương trình lần này là cái gì. Thứ nhất là thiếu tin tưởng. Em nghĩ là trong tình yêu quan trọng nhất là lòng tin. Nhưng mà thiếu tin tưởng thì dễ bị ghen tuông quá và dễ làm cho cái mối quan hệ đó cảm thấy rất là mệt mỏi. Không chừng là anh này từng quen và cái người ảnh quen đó thì rất là thiếu tin tưởng đối với ảnh. Có nghĩa làm gì cũng không tin đó. Mà cái nghi ngờ, cái rất là hay nghi ngờ. Giải thích đó là giải quả. Thích mệt lắm. Cũng tin mệt lắm. Rất là vậy. Ok, tiếp cái hashtag tiếp theo nha. Rồi, hashtag tiếp theo nha. Ghen vô cớ. Thiếu đó. Tin tưởng cho nên mới ghen vô cớ. Mà ghen vô cớ. Em có hay vậy không Nam Anh? Không. Em là ví dụ như mà người yêu của em mà thích người khác, em tặng anh cho cô gái luôn. Nhỏ dị tha ha, nhỏ bao dung vậy. Bao dung đó. Rồi cuối cùng là kiểm soát. Có nghĩa là bác mật khẩu, Zalo, Facebook, tất cả mạng xã hội, rồi điện thoại, cài alo chung, tất cả mọi thứ phải biết hết. Chứ không ấy. Rồi em đi đâu, làm gì với ai, sao không nhắn tin, điện thoại không bắt máy, tại sao giờ này không nhắn tin cho ai. Gọi liên tục luôn đúng không? Gọi liên tục luôn. Tại sao nè? Gọi là kiểm soát trong tình yêu có nghĩa là muốn đối phương thuộc về mình, không muốn đối phương lệ thuộc vào bất kỳ cái gì trên cuộc đời này luôn. Các bạn suy nghĩ coi chủ đề hôm nay sẽ là gì. Quá dễ. Em biết nè, đồng thanh nói nè. Đúng rồi, đồng thanh nói luôn. 1, 2, 3 kiểm soát trong tình yêu. Bài chủ đề của mình hôm nay sẽ là cho nhau thoải mái trong tình yêu, bao nhiêu là đủ. Nãy giờ chúng ta cũng đã có thời gian để enjoy với những cái thắng thua rất là thú vị, và bây giờ chúng ta cùng đến với phần giải mã trong bữa tiệc vào tối ngày hôm nay. Let's get it. Đi thôi. Các bạn đang trở lại với chương trình giải mã tình yêu số đặc biệt kết duyên tơ hồng. Dạ, kết duyên. Thì nãy giờ tụi em cũng địa thì thấy là đôi yên ương có vẻ cần thời gian. Dạ, có số phu thê quá đây ạ. Dạ. Ý là nói chị với anh này hả? Ừ, thì em ở tại cái bữa tiệc này thì tụi em quyết định là bạn muốn hẹn hò để kết duyên chị và chàng trai này, chị hiểu không? Nói vắn tắt là ghép thôi, đôi. Thôi chị không hiểu nhưng mà chị chịu. Ghép đôi thần tốc đó mà. Đó, dạ. Thôi bây giờ mình vô cái chủ đề nãy đi. Chủ đề nãy là cái gì ta?
thoải mái. Sự thoải mái trong tình yêu. Bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu là đủ đúng không? Bao nhiêu thì đủ anh? Cái sự thoải mái của Bách trong tình yêu á thì Bách nghĩ là mình sẽ kiểm soát nhau vừa đủ thôi. Nhiều khi mà kiểm soát quá thì mọi bên sẽ thấy cảm thấy là rất là bức bối. Giống như là mình không được sự tin tưởng từ người yêu của mình là thứ nhất. Cái thứ hai là bản thân mình đã chịu sự áp lực của công việc rồi. Mình không có muốn bất kỳ áp lực nào đến từ người yêu của mình. Cho nên là cái sự thoải mái nhất định rất là quan trọng. Thực sự ra thì cái sự kiểm soát nó sẽ đến từ cái sự mất lòng tin. Chứ còn mà đã tin tưởng ngay từ đầu thì sẽ không ai kiểm soát. Mà đã làm mất lòng tin rồi thì sẽ bị kiểm soát. Chưa hẳn. Nhiều khi á, tin tưởng là một chuyện nhưng mà đôi khi mình cũng tò mò. Mình muốn coi là cái gì xảy ra ở trong cái điện thoại hay là trong những cái cá nhân của người bạn của mình. Ủa gì vậy? Hay là bánh bèo? Dùng đi rồi mình đi ăn, mình đi trao đổi với thoải mái. Mở treo miệng mèo. Trời, là chuyện làm sao là mèo chịu được. Mời mọi người ăn. Mở treo miệng mèo làm sao chịu nổi. Sao chịu nổi, mình vừa ăn vừa nói nha mọi người. Ẩm thực Việt Nam thì thôi khỏi bà. Có thật mới giật được bạo. Có thật mới giật được bạo. Mời mọi người. Công nhận đi đâu cũng bằng món Việt Nam mình ha. Ví dụ là mình có đồng ý không? Đồng ý là đôi khi có sự tò mò. Thì thật ra trong tình yêu, hiển nhiên mình phải tò mò về đối phương là đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà mình đừng có làm thái quá cái chuyện đó lên. Và làm cho cái chuyện đó trở nên bị không thoải mái. Và người yêu của mình cảm thấy rất là áp lực đối với mình. Và ngay cả bản thân mình cảm thấy khi mình biết quá nhiều về đối phương nữa thì cái cuộc sống của mình và họ sẽ mất đi cái sự thú vị. Thú vị. Đúng không? Đối phương sẽ cảm thấy là ngột ngạt. Mà khi đối phương cảm thấy ngột ngạt chắc chắn là sẽ khó giữ được cái mối quan hệ lâu dài. Đúng rồi. Còn ý kiến khác á, kiểu như là thiếu đi cái sự đó thì thiếu đi cái độ nóng của tình yêu. Mọi người có công nhận không? Đúng rồi. Đúng không? Vậy cái sự tin tưởng của Nam Anh khi mà ví dụ với người yêu đi thì nó sẽ được xây dựng như thế nào? Khi mà Nam Anh yêu thì Nam Anh sẽ nói với người yêu một câu á là nếu như trong cuộc sống anh gặp được người phụ nữ nào mang lại được hạnh phúc cho anh hơn thì hãy tự tin buông cánh tay của em để đi tìm hạnh phúc đó. Có nghĩa là đối với Nam Anh thì khi Nam Anh yêu, Nam Anh không chiếm hữu và Nam Anh cho họ sự tự do và Nam Anh không kiểm soát họ bất cứ chuyện gì hết. Tại vì giống như yêu là cho, không cần nhận lại. Tại vì khi mình làm cái điều đó là mình đã hết lòng với tình yêu. Nhưng mà như vậy thì tình yêu mình nó có nhạt quá không? À, đúng là anh hỏi gì luôn. Tại vì cái kiểu này đó là giống như là kiểu Nam Anh là hơi lý thuyết, không có yêu đậm sâu. Kiểu như anh ở bên tôi cũng được mà thôi biến. Anh khác tới đây ở bên tôi, kiểu vậy. Nếu như mà mình để cho họ ở bên mình vì cái sự kiểm soát thì lúc đó phải là yêu nữa. Khi mình làm cái điều đó mà người đàn ông cảm thấy em ơi hãy tò mò anh đi nó mới là hay. Tò mò anh đi hả? Em ơi hãy kiểm soát anh đi thì lúc đó mình sẽ kiểm soát, nâng cái level kiểm soát lên. Còn nếu như mà người đàn ông đó cứ hờ hững như mình, hiển nhiên trong mối quan hệ mình sẽ biết chứ. Và mình sẽ xem được cái mức độ của họ như thế nào thì mình sẽ tìm được cái không, cách nhiều mình giải quyết. Người người ta bận rộn lắm, người ta không có để ý tới việc là khiêu khích bạn là phải tìm hiểu. Nhưng mà người ta đó sẽ hiểu lầm cái hành động đó là không quan tâm. Cái khi họ cần gọi là sự quan tâm trước. Có khi cứ lỡ Nam Anh nghĩ vậy đi, nhưng mà nó lý thuyết đi, nhưng mà thực tế là cái đối phương là họ nghĩ là ơ sao em ấy không quan tâm mình, sao những gì mình làm á muốn cho em ấy chú ý nhưng em lại không chú ý. Thậm chí có những người á họ cố tình làm cho đối phương ghen, thế là xong. Em y chang vậy luôn. Có nghĩa là đối phương làm cho em ghen, em vẫn không ghen luôn. Hơi hướng tay ha. Em tay không ghen luôn. Em không hề ghen luôn. Mà em còn tặng anh cho cô gái ấy nữa. Em còn tìm cách để hai kết duyên hai người đó, em ngồi em xem nữa chứ. Sự hy sinh cao cả. Không phải sự hy sinh cao cả, mà đối với em yêu là yêu, mà không yêu là thôi, chứ không ép. Đúng nghĩa là thoải mái luôn. Thoải mái. Dạ. Mà chỉ có một câu hỏi là em có phải người của thế giới này không? Thấy hơi huệ tại vì như vậy không tin lắm, thiệt sự không tin lắm. Một người quá là thoáng đãng, không ai mà không có cảm xúc gì hết trơn. Thực ra nói về mà cho người yêu cái sự thoải mái đó, với xa là càng thoải mái càng tốt. Nhưng cái cách mà mình cho người ta thoải mái là như thế nào, ngay cái việc kiểm soát mình cũng làm cho người ta thấy thoải mái nữa mấy hai. Kiểm tra tin nhắn không, mình coi những cái gì cá nhân của họ, nhưng mà mình sẽ làm cách nào đó để cho họ thấy thoải mái và tự nguyện đưa cho mình xem. Tại vì cái người không sai là họ sẽ tự nguyện làm những gì mà mình muốn. Lắm em không xin lạc đề một chút xíu là không biết cặp đôi có thoải mái hay không mà nãy giờ thấy có sự e thẹn. Chứ em lẽ bây giờ muốn ngồi làm sao, em lẽ muốn sáp vô luôn bà. Xà vô lòng mấy chị. Wow, thương anh. Đàn ông là một chủ động vậy đó. Một chút sự chủ động và... Nãy nghe đã bắt có một điểm cộng rồi đó. Xin hỏi là anh hiện tại đang độc thân hay là đã có chủ ạ? Độc thân thì mới đến đây. Tím rịm, xìm xìm ạ. Mình đang trong quá trình chuyện đó luôn bạn.
rồi thôi, kỳ cục quá, 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 đợi đi, đợi em xin lỗi chị nha em, chị thì người bạn với nhau ngồi bình thường mà không được gì, không được nào là cái đó tan nát một trái tim của một thiếu nữ gì đó. Em xin lỗi chị. Tôi nghiệp chị, em gả chị. Không sao, thì mình có thể mình chia sẻ với nhau không, tiếp em, nhưng mà em gả chị từ tập 1 tới bây giờ chị vẫn ế nha. Vẫn ế. Mình muốn hỏi Bách đúng không? Ừ. Một câu thẳng thắn là lý do Bách tới chương trình này là gì? Em muốn chia sẻ câu chuyện của mình tới mọi người. Là Bách đang muốn là gieo duyên hay là à là muốn hỏi xem cái mối quan hệ hẹn hò đó có đang gặp trục trặc như thế nào, đang muốn lên đây mà bày tỏ hay là kết duyên. Mối quan hệ bây giờ hiện tại vẫn chưa có gì hết, nhưng mà lỡ sau này nó sẽ có. Ngày trước Bách làm nghệ thuật á thì đi quay cũng hẳn là không nhiều lắm, vẫn gây ra cho các bạn nữ đó một cái sự thiếu tin tưởng, tại vì thấy chắc là nhiều cảnh đi chơi với bạn nữ rồi có kiểu tiếp làm xúc việc chung với đúng nhiều rồi, làm việc chung tiếp xúc nữ. Nhiều đồng nghiệp nữ dạ yeah. Thì những cảnh quay sẽ đăng lên Facebook thì chắc chắn là bạn nữ không phải thấy. Bạn nữ mới nói là bây giờ em không thích anh làm như vậy, đi quay như vậy nữa, ở nhà kiếm một cái gì khác làm đi. Lúc đó tuổi trẻ đó mà, mình đang năng lượng dồi dào đam mê rất là nhiều luôn, khi mình cắt ngang sao mình cắt được. Không, cái này Nam em đồng tình. Khi một người đàn ông nào mà nói với Nam em một câu là bây giờ giữa anh và sự nghiệp của em chọn ai, thì chắc chắn em sẽ chọn sự nghiệp. Bởi vì câu nói đó là câu nói cực kỳ không tôn trọng mình, vì người ta không có tôn trọng cái nghề nghiệp của mình, đúng không? Chính xác không? Bách cảm thấy câu hỏi yêu nhau là phải yêu cả đường đi lối về, yêu hết tất cả những cái tật xấu của nhau, cái đó không gọi là tình yêu, cái đó là sự ích kỷ. Sao mà yêu ai sao không thể nào mà yêu hết tật xấu đâu, phải có ghét phải nhưng có ghét. Mà mình chấp nhưng nhận. Mình phải chấp nhận chứ không có cho nhau một cái mà kiểu nhiều là... khi là mình cũng sẽ góp ý để người ta thay đổi chứ không phải là mình chấp nhận không nữa. Yêu mình làm góp nhau ý tốt nữa hơn. Khi một cô gái hỏi là chọn giữa cái này với cái kia đó thì người ta đã có cái đỉnh điểm gì, cảm xúc gì rồi, người ta mới bộc lên cái câu đó để hiểu cho người ta nữa, chứ không phải là người ta không phải là tôn trọng. Nhưng không cái, tôn trọng cái đó có nhiều cái sự ích kỷ trong đó hơn, bởi vì đó là cái sự thì đã nói là tình yêu nó có sự ích kỷ trong đó. Và đôi khi cảm xúc nó lên quá thì sự ích kỷ nó sẽ lớn ác, và cái việc mình làm sao để cho cái thời điểm cảm xúc nó dâng lên á, và chúng ta cũng nên khuyên tất cả mọi người là đừng có đem cái chuyện tình cảm so sánh với công việc, vì nó rất là nhạy cảm. Mình khuyên là nó là cái con dao hai lưỡi. Đúng rồi, mình khuyên nó là vậy, nhưng mà chết mình cái không tình yêu không đó. Nên đánh giá một người khi nói câu đó là một người không tôn trọng mình. Không phải sao có nói là phải có lửa thì mới có khói, thì phải có cái gì đó thì bạn nữ mới nói mình câu đó. Đúng rồi, yêu là phải thấu hiểu nha, phải thông cảm nha. Thì cái việc mà đóng phim á, những clip ngắn trên xã hội á, thì phải có clip tình cảm. Thì clip tình cảm đó vô tình bạn nữ mình thấy 1-2-3 clip thì bình thường, nhưng mà nhiều quá thì cũng Bách cũng thấy tội cho họ. Nhưng mà thì đó, con gái yêu mà mơ mộng lắm. Không, thật sự ra là ghen trên phim ảnh là một cái ghen bị thái hóa, tại vì đó là cái nghề nghiệp của bạn trai mình. Nhưng mà đôi khi phải có ghen, phải có ghen không, tại vì con gái yêu rất là mơ mộng. Nhưng mà bây ghen, giờ ghen trên phim ảnh mà lắm chị ơi, tại vì nó là công việc của mình. Mình đã chấp nhận yêu anh này, chấp nhận phải thấy những điều đó. Và mình là phải người là cảm nhận được đối phương yêu mình đến mức độ như thế nào, là mình có muốn giữ hay không là nhưng mà mình. Cái phần quan trọng vẫn là nằm tại ở sao người đàn ông. Tại sao mọi người cứ đặt cái vấn đề nằm ở cái người ghen ha? Cái sao vấn đề không đó, vấn quan đề trọng ở người làm là, cho người ta ghen. Đó là người đàn ông. Phải có sự giải thích ở đây, phải có đạo. Ví dụ như bây giờ chị bắt phải quay cái cảnh đó thì chị hiểu bắt là công việc là như vậy, nhưng mà cái việc là cái người diễn viên đó phải tạo cái sự tin tưởng cho bạn gái của mình. Đúng rồi. Nhưng mà chính xác, chính xác. Chính xác là phải tạo sự tin tưởng như chị này. Nhưng mà chị làm những gì chị biết một điều, nếu mà chị không diễn bằng cảm xúc chị sẽ diễn giả. Nhưng hiểu. Mà mình phải cho người ta biết đây chỉ là khi bài diễn. Em xả ra bài và cuối cùng là gì? Cuối cùng điều chúng ta khuyên cho chàng trai là phải biết cách xoa dịu. Đúng rồi. Dịu lại. Có nghĩa là sau những cái chuyện đó hiểu cho người ta, phải nghĩ cho người ta và phải thương người ta hơn, là tại vì người ta phải chịu những cái cảm giác đó. Người ta yêu mình lắm người ta mới ghen. Đúng rồi. Mình phải hiểu là cái cảm giác ngược lại là người ta chỉ ở nhà đợi tin nhắn của mình, lúc nào cũng theo dõi mình. Nó khác với cái việc mình lúc nào cũng cặp kệ với cô này nghe trên phim ảnh. Chắc chắn là có thích ở trong đó, có sướng trong đó đúng không? Nghĩ lại cho người ta. Chốt lại đi, trong tình yêu chúng ta vẫn nên có sự kiểm soát, nhưng mà phải kiểm soát ở mức độ là
để đối phương thấy thoải mái, và đối phương thấy tôn trọng và thấy được cái sự nồng nhiệt ở trong tình yêu của mình. Và cái mức độ bao nhiêu thì tùy vào mỗi cặp đôi, người ta cân bằng được và cái đặc biệt đó là khi mà đối phương có sự kiểm soát thái quá với mình thì mình cũng phải xem lại cái mức độ tạo tin tưởng của mình đối với họ. Mình phải xem lại bản thân mình đã làm gì để người ta phải kiểm soát mình như vậy. Cả hai cùng phải đối mặt với nhau, chứ không phải là đổ lỗi cho nhau. Cùng phải đối diện với cái vấn đề. Và bây giờ thì mình sẽ đến với một phần rất là quan trọng của chương trình, đó là đoán giá trả tiền. Ai mà đoán xa cái con số thật nhất thì người đó phải trả tiền. Tổng bill luôn nha, tổng tất cả review các món nữa, này đó. Review nữa, à, mày review nữa. Review lại. Ở đây là 5 món đó. 5 món. Món Việt chắc cũng không có đắt đâu ha. Người Việt làm món Việt mà. I love it. 5 món. Em là người nhanh nhất, em sẽ review cái phần của em. Em đoán giá là 1 triệu. Và review món ăn là ẩm thực Việt Nam lúc nào cũng success. I feel wonderful in my country and about 800.000 đồng. Yeah. Vẫn là câu cũ, ngon như sushi với giá là 700. Sao cũng đoán giống Nam Anh là 800.000. Và bình luận là rất Việt. Cô Bách là 900.000. Món ăn đậm chất Việt. Nó 600.000. Hoang mang cực độ. Hay là 500.000. Không thể một cái 500.000. Không thể nào tin được. Không còn muốn đưa thì cầm nổi luôn. Không cầm nổi cũng luôn. Cái gì vậy? Trời ơi, một cái bữa ăn thịnh soạn như vậy. Tổng cộng cộng thuế VAT luôn là 299.000. Ủa, ai sai 5 vậy? Món 1, 2, 3, 4, 5. Ai sai nhất vậy ta? Wow. Nè nè. Xin mời 1 triệu lên tiếng. Móc ví tiếng. Nhưng mà nó nhớ trả cũng phải trả. Em mượn tiền mà em trả cho. Không có hai cho đã đẹp mà. Giúp mình cái giải quyết cái vấn đề đó. Rất là cảm ơn mọi người.